Xin kính chào bà con nông dân và quý khán giả. Mô hình nuôi cá sấu hiện đang mang lại thu nhập khá cao cho nhiều hộ dân ở đồng bằng sông Cửu Long và đây là mặt hàng có hướng xuất khẩu trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc tổ chức nhân nuôi phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt của pháp luật và phải đảm bảo an toàn. Trong chương trình Bạn của nhà nông kỳ này, các chuyên gia sẽ hướng dẫn cho bà con thủ tục đăng ký nuôi cá sấu cũng như kỹ thuật chăm sóc loài động vật hoang dã này. Bây giờ, mời bà con và quý khán giả đến tham quan một vài trại nuôi cá sấu tại đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với nền kinh tế phát triển và đời sống xã hội được nâng cao, nghề nuôi cá sấu đã mang lại những lợi ích ngày càng rõ rệt. Sản phẩm quan trọng nhất của nghề nuôi cá sấu là da, sau đó là thịt và các sản phẩm phụ khác. Với những trại nuôi cá sấu quy mô lớn, hiện nay đã có thể cho sinh sản và ấp nở nhân tạo, tỷ lệ nở đạt trên 90%. Như trại cá sấu Long Xuyên, tỉnh An Giang với hơn 550 con cá sấu bố mẹ, mỗi năm sinh sản một lần, mỗi lần từ 40 đến 70 trứng. Trung bình một năm sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 10.000 con cá sấu con. Giá con giống hiện khoảng 600.000 đồng. Trại cá sấu Long Xuyên là một trong 7 trại tại Việt Nam được Cơ quan Quản lý Động vật Hoang dã cấp giấy chứng nhận Certificate, gọi tắt là CTEX. Có giấy chứng nhận này, trại nuôi sẽ xuất được cá sấu và các sản phẩm từ cá sấu ra ngoài nước dễ dàng. Thì hiện tại cái tổng đàn của chúng tôi ở đây là khoảng trên 32.000 con. Thì kết hợp với lại bên du lịch với sinh thái luôn. Thì cái lợi thế của chúng tôi ở đây là có cái giấy CTEX chứng nhận để được xuất khẩu, có thể là xuất khẩu cái cá sấu, từ cá sấu con cho đến cá sấu lứa là sang trong và ngoài nước. Thì bên cạnh đó thì cũng có những cái sản phẩm là chúng tôi làm từ da cá sấu như bóp nam, ví nữ, dây nịch, vân vân. Từ cuối năm 2010 đến nay, trại cá sấu Long Xuyên đã có tên trên bản đồ du lịch của tỉnh An Giang. Đến đây, du khách sẽ được ngắm nhìn hàng chục ngàn con cá sấu với nhiều kích cỡ khác nhau và sẽ được thưởng thức các món ăn tuyệt vời từ thịt và trứng cá sấu. Hiện nay, trại đã được chuyển giao kỹ thuật thuộc da từ Italy và đã tự sản xuất ra các sản phẩm thuộc da từ cá sấu. Da cá sấu là mục tiêu chủ yếu để con người săn bắt hoặc phải nuôi loài động vật nguy hiểm này. Ít ai ngờ rằng chính lớp da sần sùi của cá sấu là nguyên liệu đắt giá của ngành công nghiệp chế biến da. Sau khi được xử lý bằng hóa chất, da cá sấu sẽ nổi dân ống ánh, là nguyên liệu làm ra đồ trang sức đắt tiền cho giới thượng lưu như thắt lưng, ví xách tay, giày dép, mảnh áo khoác, vân vân. Hiện nay, hàng năm, thị trường thế giới cần đến 2 triệu tấn da cá sấu cỡ 3 đến 4 tuổi. Giá 1kg da cá sấu khoảng 1.000 đô la Mỹ. Một số khu du lịch khác tại đồng bằng sông Cửu Long nuôi cá sấu với mục tiêu phục vụ du lịch hiện cũng rất hiệu quả. Đến đây, du khách có thể tham gia câu cá sấu cũng rất thú vị. Hoạt động này như là một cách rèn luyện sự gan dạ và độ nhanh nhạy của chúng ta. Đây cũng là cách để các em nhỏ tiếp cận với loài sinh vật được mệnh danh là những thợ săn thượng hạng mà các em hiếm khi bắt gặp ngoài thiên nhiên. Đa số cá sấu nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long là cá sấu xiêm. Đây là loại cá sấu nước ngọt, thân có màu xám, ánh sắc xanh, không có dãy đen. Con trưởng thành dài từ 3 đến 4 mét, đầu ngắn và rộng. Loài này dễ thuần hóa và nuôi dưỡng. Ngoài ra, ở Việt Nam còn nuôi hai loại cá sấu nữa là cá sấu nước lợ, còn gọi là cá sấu hoa cà hay cá sấu Đồng Nai, và cá sấu Cuba. Kỹ thuật cho cá sấu sinh sản, ấp trứng đòi hỏi cơ sở vật chất đầy đủ và kỹ thuật cao, chỉ phù hợp với những trại nuôi có quy mô khá lớn, có nguồn vốn dồi dào và kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm. Nên ở các trại nuôi quy mô nhỏ thường nuôi cá sấu thương phẩm là chính, do điều kiện kỹ thuật nuôi tương đối dễ, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long và những nơi có nguồn thức ăn dồi dào, rẻ tiền, nhu cầu thị trường cao. Thưa bà con, thưa quý khán giả, nuôi cá sấu đang là mô hình chăn nuôi tiềm năng, mang lại nguồn thu nhập cao. Tuy nhiên, cá sấu là động vật hoang dã, nên khi nuôi, người nuôi phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương. Để giúp bà con có thể hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký, ngay bây giờ, chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với ông Bành Thanh Hùng, trưởng phòng bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, chi cục kiểm lâm An Giang. Xin kính chào ông. Thưa ông, được biết là mô hình nuôi động vật hoang dã hiện nay thì được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là con cá sấu. Vậy thì muốn nuôi động vật này thì người nuôi phải đăng ký như thế nào và thủ tục ra sao? Kính thưa bà con, nuôi cá sấu hiện nay thì một cái điều mà trước mắt là khuyên bà con là nên gặp
cơ quan kiểm lâm địa phương để được tư vấn cụ thể trong cái ngày nuôi cá sấu nước ngọt. Tuy nhiên về cái thủ tục đăng ký thì rất là đơn giản, không có phức tạp lắm. Thứ nhất là bà con phải đến với chi cục kiểm lâm để nhận một cái mẫu đăng ký trại chăn nuôi động vật hoang dã, đây là cái mẫu thống nhất. Thì sau khi đó bà con về điền tất cả những cái tên trong cái hồ sơ đăng ký này và được chính quyền địa phương, xã hoặc là phường chúng ta xác nhận trong đó. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái nguồn gốc, có nghĩa là bà con mua cá sấu ở trại nào thì phải có giấy tờ phiếu xuất của cái trại đó, thì để chi cục kiểm lâm mới nhập vô trong cái hồ sơ lưu ban đầu, nên là xác nhận rõ cái nguồn gốc. Cái thứ ba là phải có giấy phép kinh doanh. Nếu như mà các hộ bà con nông dân mình nuôi từ 1 cho đến 200 con thì cái đó là chúng ta cũng nên làm cái giấy phép kinh doanh. Cái thứ tư là chúng ta phải có cái giấy chứng nhận hoặc là cái cam kết của cơ quan môi trường ở địa phương để xác nhận cái đó. Và sau khi có đầy đủ 4 cái loại thủ tục đó thì cơ quan kiểm lâm sẽ cấp một cái giấy chứng nhận, gọi là chứng nhận đăng ký gây nuôi. Thì đây là cái giấy này có giá trị coi như là trong vòng 1 năm, thì sau 1 năm thì bà con sẽ mang lại để cơ quan kiểm lâm coi như là xác nhận và gia hạn cho năm tiếp theo. Bên cạnh đó thì chi cục kiểm lâm sẽ cung cấp cho bà con một cái cuốn sổ gọi là sổ theo dõi gây nuôi, để khi mà xuất hoặc là khi nhập thì tất cả những vấn đề trong này thì phải được coi như ghi chép rõ ràng này, trong quá trình số lượng xuất ra hoặc là số lượng nhập vào của bà con, thì đó mới là đảm bảo được cái nguồn gốc gây nuôi của bà con đúng coi như theo luật pháp quy định. Thưa ông, động vật hoang dã muốn nhân nuôi, trao đổi hay lưu thông trên thị trường đều phải đăng ký. Vậy thì trong trường hợp trại nuôi muốn trao đổi mua bán thì bên bán và bên mua phải thực hiện những thủ tục gì? Thưa bà con nông dân, vậy việc mua bán thì cũng rất là thuận lợi, không có rườm rà trong cái thủ tục. Nhưng mà đây có 3 cái trường hợp sẽ xảy ra. Thứ nhất là chúng ta, nếu mà chúng ta nuôi mà chúng ta tự giết mổ để bán thịt thì chúng ta sẽ có một cái giấy, gọi giấy đề nghị cấp giấy như là giết mổ lột da, thì sẽ được coi như là chi cục kiểm lâm xác nhận trong đây. Và đồng thời khi đó thì chúng ta sẽ mang cái quyển sổ này tới để chi cục kiểm lâm như là ghi số lượng giảm trong cái sổ. Cái trường hợp thứ hai á, nếu như chúng ta mua bán vận chuyển mà trong phạm vi của tỉnh An Giang, có nghĩa là trại này bán qua cho cái trại khác hoặc là cái người dân mới mua, thì vậy là người ta vận chuyển trong tỉnh. Mà vận chuyển trong tỉnh thì chúng ta lại có một cái mẫu là đơn xin vận chuyển con giống coi như trong tỉnh, thì cái này chỉ có là chi cục kiểm lâm, nghĩa là chúng ta ký xác nhận trong này thôi. Cái trường hợp thứ ba thì là bà con nông dân mình cũng phải xin mua bán ra ngoài tỉnh, có nghĩa là mình bán cho tất cả các tỉnh mà trong cái phạm vi của đất nước mình, thì phải có một cái giấy gọi là giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt. Và sau khi có cái đơn xin này rồi và cái sổ theo dõi này đến chi cục kiểm lâm để trừ vào cái quy cách và số lượng của các loại cá sấu mà theo cái kích cỡ chúng ta xin giấy phép vận chuyển đặc biệt. Sau đó thì coi như là chi cục kiểm lâm sẽ cấp một cái giấy phép vận chuyển đặc biệt để cho bà con mình. Và toàn bộ quá trình làm này thì coi như là không có một cái chi phí nào hết, mà chi cục kiểm lâm sẽ làm cho bà con là có đầy đủ thủ tục và vận chuyển trên đường là không bị bắt, bị các cơ quan pháp luật khác mà nếu kiểm tra thì có giấy phép của kiểm lâm thì coi như không bị truy tội. Cảm ơn ông. Thưa bà con, thưa quý khán giả, sản phẩm từ cá sấu rất đa dạng và ngày càng được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, để có được một con cá sấu đạt tiêu chuẩn xuất ra thị trường, thì người nuôi phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc và phải bỏ ra một nguồn vốn khá lớn để đầu tư chuồng trại, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng phát triển. Do cá sấu là một loài thú dữ, nên chuồng trại phải được thiết kế kiên cố và phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau đây là hướng dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thu, trưởng bộ môn chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ,
Phó giáo sư sẽ hướng dẫn cho bà con kỹ thuật thiết kế chuồng trại và mật độ thả nuôi thích hợp cho từng giai đoạn phát triển của cá sấu. Mời bà con và quý khán giả cùng nghe. Về chuồng trại của cá sấu là chúng ta phải lựa chọn cái địa điểm nó phải cách xa khu dân cư, cách xa những cái trục lộ giao thông mà có nhiều cái tiếng động gây ồn do động cơ gây ra. Vì nó xa dân cư cho nên nó đảm bảo được cái vấn đề an toàn cho con người. Cái thứ hai nữa, nó phải xa cái trục lộ giao thông để những cái tiếng động do cái động cơ, do xe và do con người sẽ ảnh hưởng đến vấn đề phát triển của cá sấu, làm cho nó hoảng sợ và thậm chí có những trường hợp nó nhát. Chúng ta cũng chú ý là cái nơi cũng tương đối là cao ráo để đảm bảo cho cái việc là nếu mà có trường hợp nước lũ lụt dâng lên cao thì nó có thể là làm cho cá sấu nó đi ra ngoài. Cá sấu được chia theo độ tuổi, gồm các con 1 tháng tuổi sau khi ra khỏi phòng úm đến 1 năm tuổi, cá sấu từ 1 đến 2 năm tuổi, cá sấu lứa gồm những con từ 2 năm tuổi trở lên. Tùy theo lứa tuổi, chuồng sẽ có thiết kế khác nhau. Với chuồng dành cho cá trên 1 năm tuổi có bố trí như sau. Thứ nhất là chúng ta trong chuồng cá sấu là phải có những cái hồ, những cái ao để cho cá sấu đầm mình khi mà coi như là nhiệt độ ở ngoài môi trường nó nóng. Và vì cá sấu là cái loài mà nó có thể thay đổi cái nhiệt độ thân cơ thể của nó theo môi trường. Cái thứ hai nữa đó là cái bãi để cho ăn. Thì cái bãi cho ăn của cá sấu cần thiết là phải đặt xa cái vị trí của cái ao hay là hồ để mà cá sấu đầm mình. Điều này nó sẽ giúp cho cái việc vệ sinh cái bãi cho ăn nó dễ dàng. Cá sấu cũng cần thiết có những khoảng đất trống ở xung quanh cái ao để cho nó lên để mà nó phơi nắng. Vì cái phơi nắng trong trường hợp mà khi khí hậu ở ngoài nó lạnh thì cá sấu rất là thích phơi nắng ở trên cái mặt đất để diệt được một số các loại ngoại ký sinh trùng ở trên da của cá sấu. Đối với cá sấu con thì thường là cái khoảng cách mà từ mặt nước cho đến đáy đó thì chúng ta cố gắng vào khoảng 15 cho đến 20 cm thôi. Còn trong trường hợp mà đối với cá sấu lứa, cá sấu coi như là trên 1 đến 2 năm tuổi thì cái độ sâu của từ mặt nước cho đến đáy đó thì có thể vào khoảng nửa, mà từ mặt nước cho đến đáy đó thì chúng ta cố gắng vào khoảng 15 cho đến 20 cm thôi. Còn trong trường hợp mà đối với cá sấu lứa, cá sấu coi như là trên 1 đến 2 năm tuổi thì cái độ sâu của từ mặt nước cho đến đáy đó thì có thể vào khoảng nửa thước. Thì lúc này chúng ta đảm bảo được cái sự ảnh hưởng của cái nhiệt độ không có tác động nhiều đến cái nước khi mà cá sấu ở trong đấy. Chuồng phải có mái che để giảm ánh nắng rọi vào, nhất là những buổi trưa nắng gắt. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là không cho ánh nắng chiếu vào, mà cần chú ý hướng khi xây chuồng để đón nhận ánh nắng buổi sáng từ 8 đến 10 giờ là tốt nhất cho sự phát triển của cá sấu. Có thể sử dụng loại lưới nhựa có độ che sáng 80% cũng rất tốt. Phần sân nên có độ nghiêng về hướng đường thoát nước và ngược với hướng của hồ nước dành cho cá sấu đầm mình, để khi làm vệ sinh chuồng, nước sẽ không chảy ngược vào hồ làm ô nhiễm môi trường nước. Đây cũng là một trong những biện pháp phòng bệnh cho cá sấu rất tốt. Đối với chuồng cá sấu con, được sử dụng nuôi nhốt những con non 1 tháng tuổi sau khi được đưa ra từ phòng úm. Do cá sấu con rất nhát nên thường dồn vào các góc chuồng, nếu không có biện pháp khắc phục, rất hay xảy ra tình trạng các con nằm phía dưới bị chết ngạt. Tại các trại nuôi có nhiều kinh nghiệm thường xây chuồng cá con như thế này. Khi phía dưới là nước, nếu cá sấu con dồn về góc nhiều thì các con bị đè sẽ thoát ra dễ dàng. Vì cá sấu là loài ăn thịt rất nguy hiểm, có thể tấn công con người, nên trong phần thiết kế chuồng trại nuôi cá sấu, vấn đề được đặc biệt quan tâm là người nuôi phải xây dựng hệ thống rào chắn kiên cố, tuyệt đối đảm bảo không để chúng thoát ra ngoài. Ở
Ở vùng sông nước như đồng bằng sông Cửu Long, điều kiện an toàn tuyệt đối phải được đặt lên hàng đầu. Thì đối với cá sấu con, chúng ta phải làm ra thành những cái ô nhỏ. Khi chúng ta đã có những cái ô nhỏ rồi, thì chúng ta phải đảm bảo được cái việc cái diện tích của nó đạt yêu cầu là 20 con cho 1 mét vuông. Đến cái giai đoạn mà cá sấu khoảng từ 1 cho đến 2 năm tuổi, thì ở giai đoạn này đó, thì khoảng 1 mét vuông cho 1 con cá sấu. Đến cái giai đoạn mà chúng ta muốn cho nó là trở thành cá sấu sinh sản thì có thể là trên 3 năm. Thì lúc này đó thì có thể là 3 mét vuông cho một con cá sấu. Rào chắn cá sấu thì đây là một điều cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ có những ảnh hưởng lớn đối với con người. Cho nên thường là người ta xây tường từ dưới mặt đất lên khoảng chừng 8 tấc cho đến 1 thước. Và cái thứ hai nữa, kế đến là phần ở trên đó, thì người ta cũng có thể rào thêm lưới B40, thì có thể một thước hay là hơn nữa, để đảm bảo khi mà có trường hợp mà nước ngập thì cá sấu cũng vẫn còn nằm trong cái khuôn viên đó. Và trong nhiều trường hợp cá sấu nó cũng có thể leo trèo, do vậy mà chúng ta cần thiết phải rào chắn cho nó thật kỹ lưỡng. Cá sấu là loài động vật lưỡng cư đã có mặt trên trái đất cách đây khoảng 80 triệu năm, cùng thời với khủng long. Không giống như loài bò sát khác, cá sấu có một vỏ não, tim 4 ngăn. Chúng hô hấp bằng phổi, phổi lớn, có cấu tạo khá hoàn thiện. Khi đạt 6 đến 10 năm tuổi, cá sấu cái trưởng thành dài từ 2m2 đến 2m5. Cá sấu sinh sản trong khu vực nước ngọt mỗi năm một lần vào mùa ẩm ướt. Mỗi con đẻ trung bình khoảng 40 đến 60 trứng, nhưng cũng có con đẻ đến 90 trứng. Ngoài tự nhiên, trứng được đẻ vào trong tổ được làm bằng thân cây nhỏ và bùn. Tổ được làm nâng lên cao để tránh ngập lụt trong suốt mùa mưa. Cá sấu cái bảo vệ tổ cho đến khi trứng nở trong thời gian từ 80 đến 90 ngày, và thời gian trứng nở phụ thuộc vào nhiệt độ của tổ. Giới tính cá sấu con được xác định bởi nhiệt độ của tổ. Nhiệt độ ấp của cá sấu mẹ là 31 độ C. Bất kỳ sự biến đổi nào về nhiệt độ sẽ tạo ra nhiều con cái. Biết được yếu tố này thì việc kiểm soát giới tính cá sấu đối với các trại cho ấp nở nhân tạo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tại các trại cho cá sấu sinh sản, sau khi trứng được đẻ ra trong vòng 24 giờ đầu, phải thu lượm trứng ngay đưa vào lò ấp. Nhiệt độ ấp tối ưu là từ 28 đến 34 độ C, ẩm độ từ 85 đến 90%. Với nhiệt độ ấp tối hảo như trên, sau 75 đến 85 ngày trứng sẽ nở. Nếu nhiệt độ ấp trên 34 hay dưới 27 độ C kéo dài trong thời gian ấp sẽ làm hư phôi. Khi cá sấu con vừa chui ra khỏi trứng, việc vệ sinh sát trùng rốn cho con non phải được tiến hành ngay để tránh mầm bệnh xâm nhập. Sau đó mỗi ổ sẽ được bỏ vào một thau riêng để chăm sóc dễ dàng hơn. Sau 1-2 tháng úm, khi con non đã cứng cáp, bà con đã có thể bắt đầu chọn giống. Khi mà chọn cá sấu thì đối với những con mà được chọn là phải nhanh nhẹn. Để phát triển nhanh thì chúng ta cũng phải lựa chọn những con hay là những cái nhóm cá sấu nó phàm ăn, ăn mạnh. Đối với lại những con cá sấu mà nó có cái bụng nó to thì chúng ta tránh chọn những con này, bởi vì trong cái quá trình mà phát triển của nó, trong giai đoạn cá sấu con đó, là nó có vấn đề về tiêu hóa, những con này thường là sẽ chậm lớn. Sau khi đã chọn được con giống, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn chăm sóc. Giai đoạn này sẽ kéo dài trong vài năm, tùy theo mục đích nuôi của bà con. Vì vậy mà trong quá trình nuôi thì bà con cần phải quan tâm đến nhu cầu của cá sấu qua từng giai đoạn để chúng phát triển nhanh và khỏe mạnh. Tất cả các loài động thực vật đều cần ánh sáng mặt trời. Khi cá sấu còn nhỏ yếu, bà con nên để cá sấu trong thau cho dễ di chuyển, dễ thay nước hàng ngày khi mặt trời buổi sáng nắng ấm. Cần chú ý phơi cá sấu con ngoài nắng chỉ trong khoảng 30 đến 40 phút. Không nên phơi quá lâu, cá sấu sẽ bị chết. Ánh sáng mặt trời giúp diệt các loại vi khuẩn trên da cá sấu rất tốt. Những chuồng cá sấu con nằm trong mát, ít được ánh sáng mặt trời chiếu tới, thường hay bị bệnh nấm da. Khi cá sấu được 10 ngày tuổi, có thể phơi nắng lâu hơn. Trong thau đổ thêm nước để sấu khỏi bị nóng. Cá sấu con cũng như bao loài động vật khác cần được giữ ấm.
Nếu sấu lạnh dễ bị bệnh phổi, chết ngay hoặc bị eo ụt khó nuôi. Nên khi đến đêm cần dùng bóng đèn để sưởi ấm cho cá sấu con. Trong suốt thời